Xin chào tất cả quý ông bà, cô bác và quý anh chị em. Hắn đang có mặt ở trên con đường vào ngôi làng của khu vực Vĩnh An. Khu vực ngôi làng Vĩnh An thì có giáo xứ, có chợ Vĩnh An và có một cảng cá, người ta hay gọi là chùa Đồi Cá ấy, quý vị. Giờ này thì 11 giờ trưa quý vị ạ. Hôm qua thì có cơn mưa lớn lắm và Khánh nghĩ là cảng cá thì sẽ nhiều cá lắm. Nhưng mà rất tiếc giờ này thì đã 11 giờ trưa, Khánh vào trong này thì Khánh nghĩ là không biết để còn những người đi đánh cá chắc là về nghỉ hết rồi. Không biết là còn cá để quay cho quý ông bà cô bác mình xem cảng cá ở chùa Đồi Cá trong này không. Nhưng mà thôi thì cũng vì vào đây có công chuyên cho nên thì thôi thì tiện thì Khánh cũng cố gắng đi kiếm xem là cảng cá giờ buổi trưa này thì như thế nào sau những ngày nắng nóng và có những cơn mưa lớn thì không biết là như thế nào. Khánh mời quý vị mình cùng với Khánh tham quan nhé. Khánh đã thấy lòng hồ Trị An rồi, có những chỗ mà nước rút chỉ còn mỗi con sông ở giữa quý vị ạ. Nước rút rất là thê thảm. Mới đây thì Khánh thấy báo Thanh Niên cũng đăng là nói là nước cạn, nước hồ Trị An cạn hết đấy quý vị. Khánh quay bên khu vực Bến Nôm thì Khánh thấy cũng còn một chút nước, nhưng mà từ xa ở đây Khánh nhìn thì Khánh thấy khu vực hồ Trị An ở chùa Đồi Cá đây nước cạn chỉ còn mỗi con sông quý vị ạ. Không biết là tình hình bà con sẽ như thế nào. Mặc dù ngày hôm qua thì có cơn mưa lớn lắm và nghe đầu những người trồng sầu riêng bị rụng trái sớm, gãy cành đấy quý vị, thiệt hại tới khoảng 60 tỷ quý vị ạ. Bên trái, bên phải đó là nhà thờ Vĩnh An, khang trang đẹp lắm. Rồi tới chợ Vĩnh An ở đây luôn. Giờ này thì chợ cũng vắng rồi quý vị ạ. Chào mấy bé. Mấy bé con biết mấy cái chỗ mà người ta thu mua cá ở lối này hay lối này con? Mua cá. À, lối này đi rồi đúng không? Tại mùa này nước rút người ta vào đấy đúng không con? Dạ. À, chú cảm ơn nhiều. Quý vị ạ, nước rút cho nên là bà con thì sẽ đi mua cá không phải ở khu vực bên trái Khánh nữa. Bên trái Khánh là chùa Đồi Cá bên này. Bây giờ nước rút quá và người ta phải đi con đường này để đi thu mua cá quý vị này. Con đường này thì được cho là mình đi thẳng đường xe tải đi, chắc mình phải vòng qua đây một tí, rất là xa bờ quý vị ạ. Giờ này cũng muộn lắm và thôi Khánh cũng ráng đi một tí. Đây quý vị này, xoài rẻ quá đây rồi, thấy bảo là người ta không mua luôn. Quý vị thấy rụng đầy gốc này quý vị này. Ôi giời, xoài. À, xoài rụng nhiều lắm quý vị ạ. Khánh cũng chưa làm phóng sự về xoài, không biết là mắc cái gì à, nhưng mà xoài chín mà rụng nhiều. Quý vị này, không biết sao đây, như đây cũng bỏ xoài đi nhiều lắm quý vị này. Xoài dưới gốc rất là nhiều luôn đấy. Con đường bên tay trái Khánh quý vị ạ, một cánh đồng mà mai kia mà mưa nhiều thì cỏ sẽ lên rất là đẹp. Không biết là con đường nào để mình kẹo xuống bên tay trái được đây. Hy vọng là có đường. Đây quý vị này. Đây, mình đi con đường này đây. Giờ này Khánh ra thì muộn quá, không biết còn ai không. Hôm nay Khánh cũng vô trong này một phần là Khánh cũng được quý một ân nhân giấu tên ở Dốc Mơ có gửi cho Khánh 1 triệu để biếu bà cụ với các cháu quý vị ạ. Đây quý vị ơi, con đường cánh đồng cỏ mênh mông luôn. Đường ra khu vực mua cá thì không biết còn ai không. Đây, đây quý vị xem này, phía đồi đây quý vị thấy hàng cây cao cao, đó là khu vực mà nước ngày xưa dâng tới đó nếu mà mùa nước dâng. Còn ngày nay thì mùa nước cạn thì như vậy thôi quý vị này. Cánh đồng cỏ bao la luôn.
Trước đây thời mà Khánh mới làm YouTube, Khánh cũng đi một lần cho nên Khánh biết con đường này. Nhưng mà đi ra thì cũng hơi gian nan một chút quý vị này. Bây giờ thì bắt đầu có áp thấp, có trời mưa thì không biết là Khánh đi ra như vậy lỡ mưa thì cũng hơi khó khăn. Quý vị thấy này, cánh đồng xa bạt ngàn luôn ấy. Đây quý vị, những con đường do xe lớn họ chạy cho quý vị, con đường mùa nước rút thì vậy thôi. Hơi khác ở Bến Nôm quý vị ạ. Bến Nôm hôm bữa Khánh quay phim thì quý vị thấy là Bến Nôm thì nó là khu đồi đất cứng lắm. Còn ở đây thì có đất sét, đất sỏi. Cho nên là đi lại thì có thể cũng bị lún lầy nhiều hơn. Quý vị thấy hồ Trị An rút này, độ cao mà khi mà nước dâng ấy quý vị chắc phải mười mấy hai chục mét có đấy quý vị ạ. Tại vì đây là những khu đồi vậy mà mùa nước dâng thì coi như cũng chìm trong nước hết. Ở bên khu vực Đức Mẹ Núi Cúi còn có một khu nhà thờ Thánh Tâm. Khi mùa nước dâng thì khu nhà thờ đã chìm trong nước hết quý vị ạ. Mùa nước rút thì nó ngôi thánh đường chỉ còn lại móng nền thôi và nó cao lắm quý vị. Móng nền nó là một cái trên một cái đồi cao quý vị ạ. Nhưng mà mùa nước dâng là mất luôn. Ôi quý vị ơi, cỏ đồng cỏ xanh bao la bát ngát luôn đây. Trời cũng có hột mưa quý vị ạ. Hắn cũng xin lỗi quý vị là cũng chưa rằng là khu vực mua cá ở chỗ nào, nhưng mà chắc là gần dòng sông Thích ngoài kia kìa. Mình đi một tí nữa quý vị nhé. Đây quý vị nhìn khung cảnh đẹp lắm, đồi cỏ xa xa quý vị này. Chắc mình cứ đi theo con đường này thôi. Đẹp lắm quý vị ạ. Những hàng cây rừng mà quý vị thấy đó là những cái đồi mà nước dâng có khi nó cũng tới nửa thân cây quý vị ạ. Thân thấy ở trong sân trường những cây tràm cổ thụ mấy chục năm ấy quý vị, nước nó vẫn dâng tới nửa thân cây nhưng mà cây nó vẫn sống. Bên này cái ý là xa xa thấp thoáng là những ngôi nhà ở khu vực chùa đồi cá mà có bà cụ sinh sống ấy. Thêm với quý vị trong lúc mình rảnh rỗi một chút ấy, trên đường đi với quý vị, hôm nay Khánh cũng vô từ thiện một chút rồi, thôi nếu được thì Khánh cũng đi một vòng vòng, cũng gửi một số món quà của quý nhân cũng gửi cho Khánh để đến với những người là bà cụ lớn tuổi quý vị ạ. Những bà cụ lớn tuổi thì từ hồi Khánh làm từ thiện đến giờ thì cũng người già thì giống như là trái chín cây quý vị ạ, cũng mất dần cũng nhiều lắm. Khánh thì cũng còn giữ được một số món quà của quý ân nhân đấy. Nhưng mà thôi thì lâu lâu Khánh thấy cần ấy thì Khánh mới đi, chứ Khánh không còn đi thường xuyên như trước quý vị ạ. Số tiền của quý ân nhân Khánh giữ thì nó vẫn còn đây thôi, nhưng mà lâu lâu Khánh thấy cần thì Khánh đi một vòng vậy. Mùa này ở chỗ Khánh thì nắng nóng lắm, có thể nói là đi lao động ở ngoài thì mệt mỏi bởi vì nắng quá và nó làm cho người mình háo, có thể sinh ra về say nắng ấy quý vị. Phải nói thực sự là cũng ngay cả Khánh muốn đi quay cảnh cũng vất vả và những người lao động thì cũng vất vả lắm. Khánh đang đi ra khu vực đây là khu vực hồ Trị An, Khánh đi trên lòng hồ. Quý vị thấy nước hồ rút xa như vậy đấy quý vị ạ, rất là xa luôn. Vậy quý vị mới thấy là lòng hồ đây khi mà tích đủ nước ấy, lòng hồ mà tích đủ nước thì khoảng hơn 300 km² mặt nước, nhưng mà khi rút ra thì quý vị thấy lượng nước mất đi rất là nhiều. Gọi là mùa mưa nó quan trọng lắm đối với khí hậu Việt Nam quý vị ạ. Sắp sửa cũng may đã cũng hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 thì cũng tới thấy có áp thấp rồi, có cơn mưa to mấy ngày trước rồi, những hồ này quý vị mới thấy nước trong như vậy. Chứ còn nếu không thì nắng hạn quá và cây trồng rồi vật nuôi trâu bò hay cái gì đấy quý vị không có nước cũng nguy hiểm lắm. Mình đi mãi mà mình không thấy hồ nước nữa rồi quý vị ạ. Ở xa xa kia Khánh chỉ gần cái vệt vệt nhỏ nhỏ của con sông chứ không phải là hồ nước quý vị ạ. Hôm bữa Khánh có gặp đi trên bến Nôm đi thuyền thì Khánh gặp một anh ở bên khu vực này.
ở đây là 97, còn anh nói là 96 gần chùa Đời Cá, anh phải đi qua bên phía bên bên kia hồ là C3 với số tượng để ăn đánh cá quý vị ạ. Bởi vì bên này nước rút quá và bùn nhiều. Bùn nhiều thì khi mình mà muốn vào bờ ấy quý vị, mình phải đậu thuyền ở xa rồi mình phải lội bộ vô cũng vất vả lắm, bùn nó lún ấy. Cho nên là đánh cá khó khăn và người ta phải bán trên hồ luôn. Rồi chưa kể người ta phải đi bộ xa lắm. Ồ, Khánh thấy ngôi làng của Khánh mà người ta thu mua cá theo con sông ở mãi kia quý vị kìa. Rồi quý vị ơi, coi như cả một hồ Trị An là mình thấy nó không còn hồ nữa, nó chỉ là một đồng cỏ xanh tít mút ngàn thôi quý vị ạ. Này thì những khu vực mà cá nuôi lồng bè này kia cũng khó khăn lắm. Quý vị thấy nước đặc đây là có lẽ là cũng nhờ cơn mưa đến chứ không phải là nước còn lại của hồ này. Con đường xa tít tò lò. Khánh xin cái lỗi quý vị là có thể Khánh quay hơi dài dòng, nhưng mà thôi Khánh giữ máy để quý vị thấy là muốn ra ngoài hồ Trị An nó xa như cỡ nào quý vị nhé. Quý vị ơi, coi như hết nước ấy quý vị ạ. Nếu mà lỡ mà có thời tiết như thế nào đó mà hết tháng 5 mà chưa mưa thì tháng 6 này chỉ có thể nói hạn hán nghiêm trọng quý vị ạ. Bây giờ là mùng 10 tháng 5 mới có được một trận mưa to ấy quý vị, còn mưa đầu mùa thì nhỏ nhỏ thì không đáng kể rồi. Xa tít mù khơi, Khánh giữ máy để quý vị xem có thể cảm nhận được cái sự mà nước rút của hồ. Đây quý vị ạ, nước ngày trước là nằm mãi những hàng cây trên kia. Hàng cây đó cũng thấy có cái nhà sàn, tức là nước dâng lên tới nửa thân cây đó cũng bị lụt trong nước đấy quý vị. Mà hiện nay là khô hạn hết này quý vị này. Ở đây ở giữa dòng sông chỉ còn một chút nước vậy này. Mình đi nữa thì mình biết tới khu vực mà có thể mua đánh cá được, tức là nó thông ra hồ một tí được. Xa lắm. Đây quý vị có thể thấy mấy cái nhà xa xa kia kìa, nhỏ lắm, mắt Khánh nhìn thấy nhưng mà camera thì Khánh không biết như thế nào.
đang mưa lất phất rồi quý vị ạ. Khu vực Hồ Trị An còn có tí một cái húng nước ở phía này thôi, gọi là nó không có to lắm quý vị ạ, mà khách canh nghi cũng cạn lắm, nhiều khi nhìn vậy nhưng mà thuyền cũng không chạy được ấy quý vị ạ. Phía trước thì thấy có những chiếc thuyền đang chạy một chút kìa, bởi vì thuyền chạy không khéo thì sẽ bị mắc cạn. Nhiều khi mình giữa hồ mà mình đi bộ được ấy đấy quý vị ạ, thì còn tí khu vực này thôi, coi như bên phía đấy là phía bên về hướng La Ngà Định Quán, còn hướng bên này là về phía C3 Suối Tượng là Khô Rang rồi quý vị này, chỉ còn dòng suối ở giữa hồ thôi. Những chiếc lồng bè họ cũng di cư đến đây hết quý vị này, mình đến đây thì mình mới thấy nhiều này. Đây quý vị này, cả lòng hồ Trị An thì chỉ còn một dòng sông này thôi quý vị nhé, cho nên những nhà bè này kia họ cũng tập trung đây hết quý vị ạ. Đây quý vị này, những nhà bè, những khu trạm thu mua cá ở khu vực này tập trung hết vào một chỗ này thôi. Không biết là sẽ nhiều cá hay ít cá. Thông thường trận mưa to hôm kia thì sẽ làm cho hôm qua có nhiều cá lắm. Cá ở những cái dòng sông họ đổ ra quý vị. Hôm nay thì không biết như thế nào. Đây quý vị nhìn, anh thấy ở phía kia là khu vực chùa Đồi Cá với những nóc nhà. Ở phía bên này là núi Cúi quý vị này, thằng đây là có núi Cúi, đứng hẹn núi Cúi nè. Còn phía bên này là C3 Suối Tượng gì đấy thì khô hết, chỉ còn cái hũng với dòng nước chảy nhỏ ở giữa thôi. Đây quý vị này, đấy bà con tập trung hết ở đây rồi, có chỗ nào có nước thì những cái nhà sàn mới kéo đến đây được, những chiếc thuyền mới neo đậu rồi mới có người mua cá được. Chị ơi, hôm qua với hôm nay có nhiều cá không chị rằng? Hôm qua với hôm nay có nhiều cá không chị? Dạ. Hôm qua với hôm nay có nhiều cá không cơ? Ít ra cơ. À, khánh tưởng mưa rồi cá nó lên nhiều chứ. Có cá rồi. Ồ, cá này là cá lồng bè hay cá ta đánh vậy chị nhỉ? Dạ. Cá này người ta nuôi hay ta đánh được đây chị nhỉ? Người ta mới kéo. À, người ta mới kéo lưới này đó chị. À, cá lóc mà nhỉ. Bên này cá chê. Đây quý vị này. Đấy, chị đi mua về xa lắm nhỉ. Wow. Cá rô phi nhiều này. Đấy. Vâng, cá rô phi, cá lóc. Cá này gọi là cá trèo đồi luôn đấy nhỉ. Rồi, cảm ơn chị nhá, chúc chị bán buôn bán đắt hàng. Vâng, chị như vậy là chị nói là mua cá ở đây cá vẫn không có nhiều, cá nước rút và mới có trận mưa lớn nhưng mà cá vẫn không có nhiều. Anh ơi, anh mua được nhiều cá chưa anh? Cá. Anh mua được nhiều cá không anh? Đây, ít lắm. Ít lắm hả cơ? À, tưởng là mưa xuống rồi cá nó nhiều lên chứ chưa chân. À, vài bữa nữa. Và phải vài trận mưa nữa chẳng. Cảm ơn anh nhá. Đây, nước cạn. Những cái xuồng đánh lợp. Gái ơi, mấy ngày nay chưa có nhiều cá à cơ? Dạ, mấy ngày nay chưa có nhiều cá rồi. À, không có. Bớt mua cá rồi. Bớt đi thôi rồi à cơ? Dạ. À, với cỡ bao giờ thì nhiều ta? Dạ, không muốn biết nữa mà mấy ngày nay ít lắm. À, vâng, cảm ơn. Vâng. Đây quý vị ạ, như ở đây thì vậy là ai cũng nói là ít cá rồi quý vị này. Nước hồ hôm nọ cạn nứt nẻ luôn quý vị này. Hôm nay thì mới có cơn mưa xuống thì nó đỡ, quý vị nhìn thấy nó đỡ thê thảm hơn. Khi mà mưa xuống thì cỏ nó còn mọc xanh lên nữa. Đây, những chiếc thuyền đây đậu túm lại một chỗ luôn, tại vì nguyên nhân là không còn nhiều chỗ để đậu ấy, nước cạn quá luôn. Mọi người khán giả giờ này, xin lỗi quý vị mà tới giờ mọi người nghỉ trưa rồi đấy. Đang thu dọn các cái xe tải cũng đi luôn rồi. Đây quý vị này. Ở kia là khu vực mà họ đang cuộn lưới lên. Không biết có bắt cá được không.
Ở đây thì thấy mọi người đang quận những cái lợp vào cái gì này. À vậy con mua nước rút ở đây đấy. Mà năm nay con thấy nước rút về là cạn nhất chưa hay là còn nữa? Chưa. À mai mốt nó còn cạn nữa. À ghê nhỉ. Khí hậu nóng và các chú chó cũng tìm chỗ nước tắm quý vị ạ. Nuôi chó trên lồng, trên cái bè nổi luôn. Gỗ mục hết. Cái khăn quay là hướng chùa Đồi Cá, rồi trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Bây giờ thì khán nhìn thấy ở đây về trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi thì thấy khu nhà chầu thánh thể quý vị này, rồi Đức Mẹ Núi Cúi nổi bật trên cái nền trời ấy. Và khán thấy ở đấy thì cũng giống như đang có cơn mưa quý vị ạ. Nhưng mà tượng Đức Mẹ với nhà thánh thể thì vẫn sáng trắng trên nền trời này quý vị này, nổi bật trên nền trời ấy. Một cánh đồng bao la bát ngát, trước đây là hồ Trị An, bây giờ là cánh đồng cỏ. Quý vị thấy khu vực bờ bên kia đấy, cũng khô cằn ngay bên kia luôn. Xin mời quý vị mình xem một chút cảnh live cam để thấy khu vực này, lòng hồ Trị An chỉ còn lại mỗi con sông ở giữa như vậy quý vị nhá. Mùa nước cạn rất là nhiều, nước rút rất là nhiều. Khánh chào quý ông bà nhé. Như vậy là Khánh đang có ở khu vực này, là khu vực có thể nói là giữa hồ rồi quý vị này, thuộc về khu vực Vĩnh An, xã La Ngà. Phía sau lưng Khánh đây chỉ còn một số những cái chiếc xuồng đánh cá về, một trạm thu mua cá ở đây. Mình vừa đến thì ai cũng nói là vẫn chưa có nhiều cá, ít cá lắm quý vị ạ. Hy vọng là những cơn mưa nhiều thì mới có cá. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây là Khánh ở giữa hồ, mà quý vị thấy khu vực giữa hồ chỉ còn có một chút nước như vậy thôi. Quý vị thấy những chiếc xuồng, những chiếc nhà nổi phải tụ họp ở đây để mà đậu cũng như là bán cá quý vị này. Bởi vì nước ít thì những chiếc nhà nổi hay là những
chiếc xuồng mà không khéo, chiếc ghe không khéo thì có thể mắc cạn. Cắn nhìn về phía bên này là hướng mà qua bên kia khu vực C3 suối Tượng ấy quý vị, thì cắn thấy nó chỉ còn là một dòng suối nhỏ ở giữa, và tít xa bên bờ, bên phía bờ của C3 suối Tượng thì mới có một chút lòng hồ. Quý vị xem quang cảnh này, khu vực này chỉ còn có một dòng suối nhỏ ở giữa vậy thôi. Khán ra xa lắm rồi, ban nãy khán chạy xe Honda thì quý vị cũng thấy đấy, xa lắm rồi, và mình mới ra đây coi như giữa hồ rồi, mà mùa này chỉ còn có dòng suối nhỏ và ít nước ở xa xa kia nữa. Xa xa kia nữa thì khán nghĩ là hôm bữa khán có đi theo thuyền khán đến ấy, mà hôm nay nó rút hơn cho nên nó còn ít nước ở giữa lắm. Quý vị thấy này, giữa lòng hồ Trị An chỉ còn những dòng suối nhỏ như vậy. Phía bên này mà quý vị đang xem là phía khu vực mà phía nam của khán ngồi ấy, mình thu lại tí chỗ này, cái đồi Hai Vú mà hôm bữa khán có thấy đấy quý vị, thuộc về khu vực phía đông đông bắc một chút là phía La Ngà rồi đấy quý vị. Nước cũng chỉ có vậy thôi, nhìn ở dưới đất thì thê thảm lắm quý vị ạ, bởi vì không thấy nước non gì hết nữa và thấy toàn đất thôi. Xa xa ở bên này là phía phía nam thì là phía trung tâm Hành Hương Đức Mẹ, núi Cúi nữa đây quý vị này. Quý vị có thể xem nước còn rất là ít luôn. Mình nhìn trên live cam thì mình không thấy nó rộng, lắm, nhưng mà thực sự để chạy một quãng đường từ khu vực ra đây thì cũng xa lắm, mà quý vị thấy không còn nước quý vị này. Đây quý vị coi chung quanh hồ này, phía nam của khán ngồi là so với Vĩnh An là khu vực Đức Mẹ núi Cúi, rồi phía bên này là phía tây có một chút nước ở xa xa khu vực C3 suối Tượng kia nữa thôi. Đấy quý vị nhìn thấy nước rất là ít, chỉ là những dòng sông vậy thôi đấy. Các cái xuồng đánh cá thì khán thấy tụ hết đến khu vực khán đang ở đây. Khu vực này thì năm nào người ta cũng đậu ở đây nhiều, bởi vì ở đây cũng là khu vực mà các cái thuyền bè chạy ra vào được. Nhưng mà quý vị nhìn thực ra nó chỉ là một dòng suối vậy thôi, con sông hay dòng suối nhỏ thôi quý vị này. Đây chỉ vài chiếc xuồng đang đậu vậy đấy. Hôm nay khán đến thì nó muộn, bởi vì khán mắc công chuyện ấy, khán xin lỗi quý vị, nhưng mà mình đến muộn thì mình không thấy cảnh người ta đi đánh cá nữa. Nhưng mà khán hỏi một số người thì nhìn chung ai cũng nói là không còn cá quý vị ạ, cá ít lắm. Nước cạn như vậy những cái nhà bè không khéo thì cá cũng không nuôi được, bởi vì nước cạn, nước tù lại thì có thể sinh ra phèn, nước phèn nhiều và cá mà có những loại cá thì nó cũng sẽ không sống được ấy quý vị. Đây quý vị coi toàn cảnh lòng hồ Trị An đây, khán đang ở giữa hồ rồi và khán ghi hình bằng live cam để quý vị mình xem này. Xa bờ như vậy mà chỉ còn có tí nước ở giữa hồ vậy thôi đấy. Đấy quý vị ạ, bình thường thì mình không thể nghĩ là lòng hồ Trị An nó lại cạn như vậy quý vị nhỉ. Đấy, mình đang nhìn về hướng này là hướng Tây và hướng Nam, qua bên kia C3 rồi qua bên kia Bến Nôm, bởi vì khán đang ngồi khu vực chùa Đồi Cá 97 Vĩnh An. Đây quý vị xem chung cảnh xung quanh ở lòng hồ đây, chỉ còn những dòng sông, dòng suối nhỏ. Khán đang quay chung quanh đấy quý vị. Công nhận quý vị thấy nước khi mà dâng đầy đủ ấy thì lụt vào những căn nhà ở ven hồ luôn, nhà sàn cũng lụt luôn, lượng nước nhiều vậy mà tới lúc nước rút thì chỉ còn có vầy đấy quý vị này, rất là ít luôn quý vị nhỉ. Đấy quý vị xem này, nước rút không còn gì hết luôn. Ở xa xa khu vực này C3 suối Tượng thì quý vị có thể thấy này, dòng suối chảy đây này, rồi đi ra ngoài đây là còn một ít nước ngoài hồ nữa. Đấy quý vị ạ, nhìn chung là mực nước nó rút xuống thì khán nghĩ lượng nước phải mất tới 1/30 ấy. Mình nhìn thấy nước vầy nhưng mà mọi khi nó cao lắm, nước nó dâng cao, cho nên hiện nay nước chắc chỉ còn 1/30 đấy quý vị. Chút con sông này vậy.
cây nó lồi lên vậy thôi quý vị này. Tại vì nước cạn quá rồi. Vậy cho nên khi mình có nhìn thấy nước đi nữa, thực ra cũng lượng nước rất là ít. Thuyền bè đi vào cũng bị mắc cạn đấy. Chỉ có những người rằn hay những dòng sông nhỏ ở giữa kia thì thuyền mới lưu thông được. Trời hôm qua thì nhà áp thấp, hôm kia thì nhà áp thấp mưa, có cơn mưa to lắm. Vậy mà lượng nước đổ ra đây vẫn chưa bao nhiêu quý vị ạ. Mưa to khắp tỉnh Đồng Nai, các nhà nói Biên Hòa, Tân Phú, Trảng Bơm, rồi Gia Kiệm cũng mưa to lắm. Nhưng mà vẫn chưa ăn thua gì. Đây, chỉ còn lại những chiếc nhà bè nhỏ nhỏ như vậy đấy. Quý vị ạ, anh cảm ơn quý vị đã mất thời gian xem phim của Khánh. Thực sự thì vì để muốn truyền tải rõ ràng cho nên phim nó đã dài. Khánh xin được ngắt một phần ở đây quý vị nhé. Khánh hy vọng là Khánh chia làm hai phần, bởi vì phần 2 thì cơn mưa sắp đến. Và những người ở đây hôm nay Khánh mới biết là họ đang thu dọn những cái lưới lợp, những cái lưới nhỏ theo chỉ thị của luật của đánh bắt, thì có thể kỳ này họ sẽ không đánh bắt nữa. Khánh muốn mời quý vị mình
đón xem tập 2 về cơn mưa trên hồ Trị An. Tập này thì truyền tải đến quý vị về vấn đề hồ nước cạn, hồ Trị An hôm nay cắn ra thấy giữa hồ, mà quý vị thấy ở giữa hồ chỉ còn vài dòng sông, dòng suối và những vũng nước. Xa xa thì thấy có nước kia nhưng mà cũng cạn lắm rồi. Tôi muốn truyền tải đến quý vị cuộc sống của ngư dân mùa nước cạn trên hồ Trị An. Khánh xin cảm ơn tất cả quý vị và cô bác và quý anh chị em đã mất thời gian xem phim của Khánh. Khánh chúc tất cả quý vị có những phút giây thanh thản yên bình. Khánh xin chào tất cả quý vị ạ.